thưa quý khán giả là một trong những giải pháp để triển khai hiệu quả các hoạt động của dự án 8, hướng đến bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em. 7 tổ truyền thông cộng đồng đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thới Bình thành lập từ cuối năm 2022 tại các ấp đặc biệt khó khăn. Theo đó, các tổ luôn cố gắng đa dạng hoạt động tuyên truyền, chắt lọc hình thức phù hợp với từng nội dung, đối tượng người dân, qua đó bước đầu thu được những kết quả tích cực. Đây là buổi truyền thông thay đổi nếp nghĩ cách làm về thực hiện bình đẳng trong gia đình do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Lộc tổ chức. Trong đó, tổ truyền thông cộng đồng ấp 7 chịu trách nhiệm vận động 100 người dân trên địa bàn đến dự và trực tiếp vào giai tiểu phẩm, quạt áo trò chơi. Đáng phấn khởi là dù mời có chỉ tiêu số lượng nhưng người này rủ người kia, có hộ đi cả hai vợ chồng nên hội trường đông kín, không khí vui tươi, cho thấy người dân hưởng ứng tích cực, từ đó truyền thông hiệu quả hơn. Truyền thông của ở ủy ban hội trường bữa nay cũng mình xác nhận được cái chỗ đúng chỗ sai. Trước đầu tiên là về gia đình, nam nữ không phân biệt, rồi về học tập con cháu thì cũng không phân biệt con trai con gái. Mình nếu mình có khả năng thì cho nó ăn học, mình đừng có phân biệt. Toàn ấp có hơn 530 hộ dân, trong đó hộ đồng bào dân tộc thiểu số hơn 230 hộ, với 7 thành viên gồm bí thư chi bộ, trưởng phó ấp, chi hội trưởng phụ nữ, trưởng ban công tác mặt trận, các đoàn thể, hàng tháng tổ chức ít nhất một hoạt động truyền thông. Đối với thực hiện dự án 8 trong thời gian tới thì Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cũng như là Ủy ban dân các xã thực hiện dự án 8 rất là phấn khởi, rất là tin tưởng là dự án 8 sẽ mang lại cái hiệu quả rất là thiết thực cho bà con, đối với bà con đồng bào dân tộc thiểu số. Và trong thời gian tới thì Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cũng chỉ đạo cho Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã tổ chức các cái buổi truyền thông theo cái quy chế làm việc của tổ truyền thông. Rồi qua đó thì cũng tổ chức nhiều cái cuộc đối thoại chính sách để cho bà con nắm được các cái chính sách, rồi chính quyền địa phương cũng hỗ trợ cho bà con về các cái quy định liên quan đến bình đẳng giới cũng như là hỗ trợ cho bà con về cái phát triển kinh tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Đơn cử như hộ gia đình chị Kim Thùy Trang, nhà buôn bán nhỏ, chồng thì thu mua phế liệu. Bí quyết giữ lửa hạnh phúc gia đình của chị là đồng vợ đồng chồng cùng chia sẻ việc nhà, cùng bàn bạc kinh tế để lo cho đứa con đang học đại học năm nhất. Chị vui mừng vì luôn có sự đồng hành của chị em phụ nữ cùng nhau vun đắp hạnh phúc, cùng tiết kiệm để làm kinh tế hiệu quả. Đa phần là chị em ở đây là dân tộc nhiều. Nói chung về cái hiểu biết thì cũng không có được khả quan lắm, nhưng mà trong cái cuộc hội họp này thấy chị em cũng có cái phổ biến, tiếp thu được ít phần nào đó, thấy cái lối sống trong gia đình thấy cũng khác hẳn lên. Em cũng hy vọng là cái chương trình cho em phụ nữ này để tiếp tục câu lạc bộ họp hội và để phát huy và phát triển những cái chị em không được hiểu á, mình học hỏi được cái hay và cái đẹp. Có thể nói việc triển khai thực hiện các nội dung của dự án 8 bước đầu đã đạt được kết quả khả quan. Trong đó, công tác truyền thông nâng cao nhận thức, đóng góp vai trò quan trọng trong việc thay đổi hành vi, cách nghĩ, cách làm, nâng cao quyền năng cho phụ nữ, nhất là phụ nữ vùng dân tộc thiểu số, thúc đẩy sự quan tâm của các cấp các ngành đối với vấn đề bình đẳng giới, đồng thời có những cơ chế, chính sách giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em, đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế xã hội địa phương.